Rồi nha, hôm nay anh em mình ra sân để chuẩn bị thi đấu giải bóng đá quốc tế nha. Bên mình thì có đội AFC của Tà Lại với lại AFC Phú Lộc. Đây là anh Tha, rất đẹp trai. Hôm nay mình quay video bóng đá nha, mọi người cùng theo dõi. Hôm nay trực tiếp quay bóng đá nha mọi người. Đây là sân để anh em mình thi đấu nè, rất là rộng luôn, trải dài chút dưới kia. Đó, hôm nay quay video đây là em Thiên, còn kia không biết tên. Đây là em Lị, rất là lâu rồi không quay video. Đây là cảnh sân, bên kia là có nhà văn hóa nha mọi người. Đó là nhà truyền thống dành cho các dân tộc nha. Đây bên kia người ta xây thêm một cái nhà nữa, rất là rộng luôn. Nên là bây giờ anh em mình đang chờ đồng đội tới đủ rồi mình sẽ quyết định thi đấu hôm nay đội nào sẽ chiến thắng nha. Hả? Giữa đội mình bao nhiêu người đá? 5 người một đội hả? Với đối thủ hôm nay anh cảm thấy là mình có giành chiến thắng không? Không biết à? có đá thắng không? Mong là đá thắng không? Quyết thắng không? Thắng hay là thua? Thua hả? Thua đối thủ hả? Xong nói thắng đi. Leo cột qua chừng té nha. Thôi. Chờ tới đồng đội rồi sẽ đá cho mọi người xem. Đây là cái goal nha. Nhà rất là rộng, bầu nhìn bên đây nhìn có thể thấy hết đồng ruộng luôn, rất là đẹp. Chiếc xe thì có một chiếc xe đổ bên kia nha. Đó, bây giờ chiếc banh đã lăn tới rồi, bây giờ đồng đội mình đã đến rồi nha. Bây giờ mình sẽ chờ mà lấy banh thôi. Nên hôm nay có rất nhiều câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam và AFC đã chuẩn bị rồi nha. Hôm nay là cầu thủ Nhí với lại cầu thủ mướn từ Châu Phi của nước thuộc Châu Á. Đây, thủ môn là từ Châu Âu nha. Đó. Đây là tiền đạo chính của đội tuyển hôm nay. Với tỷ số là mang số 10 nha. Đó, bây giờ là anh em mình đang khởi động nha. Khi nào mà trận chiến bắt đầu thì anh em mình sẽ chia đội và sẽ đá nha. Hôm nay mình sẽ làm trọng tài và quay phim cho người xem. Đây là đang diễn tập nha. Đó, một anh rất là cao to, đẹp trai. Không vào, rất tiếc. Một cú sút rất là đẹp nhưng không thể qua được thủ môn của AFC Tà Lại. Đây, cầu thủ Nhí rất là nhiều. Hôm nay khá là đông nha. Hôm nay rất là nhiều cầu thủ nha mọi người. Đó, bên kia rất là đông, gần 10 cầu thủ. Anh Thái xuất hiện rồi mọi người, vỗ chồng vỗ tay xin chữ ký. Đó là anh Thái nha. Bên đây toàn nhỏ không, mình chia cho nó đều nha. Ôi Phát, phỏng vấn anh Thái xíu à. Anh khẳng định hôm nay thắng hay thua? Ơi, sút như vậy là không được. Đang phỏng vấn anh này xíu ơi. Đây, anh này rất là đẹp trai. Phần xử lý khá tốt. Hết bàn. Rất tiếc. Là sẽ đá được. Bây giờ là phần sút penalty. Không phải, sút nua. Hết bàn. Sút khá căng. Bóng đã ra ngoài. Đây, đội bên kia khá là nhiều người lớn và bên đây toàn siêu mini không. Ai hết banh chưa? Đây. Đó, khá là đông nha mọi người, rất là vui. Hết banh. Ồ. Anh đó đã bị thế giằng nha. Là những cầu thủ của mình sẽ vào đội 3 nha mọi người. Đó. Cầu thủ mình cũng không bèo ấy chứ. Đó, ghê không á. Tiền đạo chính không á. Tiền đạo chính không à. Ồ, bên kia rất là đông. Không biết ai kèm ai nữa. Kèm bẫy, kèm bả luôn á. Ôi, cầu thủ nước ngoài đã cản được. Vẫn là anh cá xà. Xà là con rắn cho mọi người. Đó, một buổi chiều đó là bác luôn, cạnh vừa có đồng ruộng với lại sân banh. Đó là anh cover nha. Tôi chạy xe quá tốc độ. Thật sự quá nguy hiểm. Anh để xe đó luôn hả? Rồi bắt tay một cái rồi.